Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ cảm thông sâu sắc về những thiệt hại do bão lũ của Việt Nam. Ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 12 tháng 9 giờ Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có tuyên bố chia sẻ với người dân Việt Nam về những thiệt hại do bão số 3, bão Yagi gây ra, đồng thời khẳng định những hỗ trợ của Mỹ. Nước Mỹ bày tỏ lời chia sẻ chân thành tới người dân Việt Nam đang hứng chịu hậu quả của bão Yagi. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu, theo thông tin chính thức từ trang web Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken nhắc lại công bố trước đó của phái đoàn Mỹ tại Việt Nam cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID đang cung cấp viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả do bão, trong đó bao gồm viện trợ tài chính, liều bạc, nước uống và thiết bị vệ sinh, cũng như các vật dụng cần thiết khác. Nhấn mạnh với dự báo mưa lớn trong những ngày tới, ông Blinken cho biết các chuyên gia về thảm họa của USAID sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và các đối tác ứng phó khẩn cấp ở địa phương. Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác khác, bao gồm thông qua nhóm bộ tứ, quốc để hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện nay, tuyên bố nêu. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng bày tỏ sự sẻ chia với những thiệt hại về người và của do bão Yagi gây ra ở các nước khác, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Myanmar, Philippines, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ những khu vực có yêu cầu. Trước đó, vào hôm ngày 11 tháng 9, tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper cho biết, trước những thiệt hại thảm khốc do bão Yagi, chính phủ Mỹ thông qua USAID sẽ cung cấp 1 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp cho các nỗ lực ứng phó của Việt Nam sau bão Yagi. Nhiều triệu đô la Mỹ đã được gửi tới hỗ trợ Việt Nam. Báo Vietnamnet cho biết, Mỹ sẽ viện trợ 1 triệu đô la Mỹ, Australia sẽ viện trợ 3 triệu AUD cho Việt Nam để cứu trợ khẩn cấp sau bão số 3 Yagi. Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để có thể tiến hành hỗ trợ tiền mặt cho các mục đích khác nhau, cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh, cũng như các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm để đóng góp vào nỗ lực cứu trợ do chính phủ Việt Nam chỉ đạo đang khẩn trương triển khai. Khoản hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ này dựa trên nền tảng những hỗ trợ lâu dài dành cho chính phủ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để giúp nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa cho các cộng đồng trên cả nước. Trong 5 năm qua, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua USAID đã cung cấp 7,7 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ sẵn sàng ứng phó thiên tai, trong đó bao gồm đáp ứng các nhu cầu ứng cứu do bão, lũ, cũng như nâng cao năng lực cho các cuộc xung kích phòng chống thiên tai trên cả nước. Với dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới, chuyên gia về ứng phó thiên tai tại USAID sẽ liên tục theo dõi các nhu cầu nhân đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ứng phó khẩn cấp tại các địa phương và đối tác tại thực địa. Các chuyên gia cứu trợ nhân đạo của USAID tại thực địa đang tham gia vào các hoạt động đánh giá thiệt hại để đảm bảo viện trợ của Mỹ nhanh chóng đến được với những người dân đang cần nhất. Trong nhiều thập kỷ qua, USAID đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để tăng cường năng lực của quốc gia trong công tác ứng phó, phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Hợp tác này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng trên cả nước trong bối cảnh gia tăng tần suất và cường độ của thiên tai. Ngày 11 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã tiếp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến trao điện thăm hỏi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trong bức điện, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn tại khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão. Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả để sớm ổn định lại cuộc sống. Đại sứ Nhật Bản cho biết, hiện chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đang xem xét tích cực việc hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, phục vụ công tác khắc phục hậu quả cơn bão trên cơ sở nhu cầu của phía Việt Nam. Đại sứ cũng cho biết chưa nhận bất cứ thông tin nào về công dân Nhật Bản gặp nạn do cơn bão. Ông mong muốn chính phủ, các địa phương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sớm khôi phục hoạt động sản xuất. Thứ trưởng Phạm Thanh Bình bày tỏ cảm kích trước tình cảm chân thành, sự chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó, tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Ban ngành, địa phương đang tích cực huy động lực lượng và nguồn lực, tập trung cứu chữa những người bị thương, bị nạn. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tiếp cận với những khu vực bị cô lập,
bảo đảm các điều kiện về điện và nước cho người dân và doanh nghiệp, nỗ lực sớm ổn định tình hình. Chính phủ Australia công bố sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu đô la Úc, bao gồm nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, vật tư cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ thiết yếu khác nhằm ứng phó với các thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra. Australia đã vận động lô hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên đến Hà Nội vào hôm nay. Đóng góp của Australia sẽ tiếp sức thêm cho các nỗ lực cứu trợ đang diễn ra của chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế, bao gồm thông qua quan hệ đối tác nhân đạo với các tổ chức phi chính phủ của Australia. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Golestinowski cho biết, chúng tôi ở đây để giúp Việt Nam bằng bất kỳ cách nào có thể. Chúng tôi biết còn một chặng đường dài phía trước và chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Australia xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát do thiên tai gây ra. Australia đánh giá cao sự chỉ đạo hiệu quả của chính phủ Việt Nam trong việc điều phối các hoạt động cứu trợ và ứng phó khẩn cấp. Australia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình khắc phục hậu quả và tái thiết. Khách uống cà phê chuyển thẳng tiền giúp đồng bào bị thiệt hại mưa lũ phía Bắc. Báo Tuổi Trẻ Online cho biết, tại một quán cà phê ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, khách đến uống cà phê khi tính tiền thì chủ quán không lấy và bảo khách chuyển trực tiếp vào số tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương giúp đỡ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ. Quán cà phê Hẹn nằm ở ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Tuệ Tĩnh, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Hai ngày nay, khi khách hàng đến uống cà phê, không khỏi ngạc nhiên trước việc làm ý nghĩa, đầy chân tình của chủ quán. Một tấm băng rôn treo ở quán có dòng chữ Cà phê Hẹn thông báo từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 vì tinh thần ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiên tai lũ lụt nên không thu tiền mặt. Rất mong quý khách chuyển khoản trực tiếp đến văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quán cũng chuẩn bị sẵn một tờ giấy có mã QR số tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để khách khi trả tiền cà phê thì quét mã, chuyển khoản trực tiếp vào đó. Người có việc làm ý nghĩa này là anh Nguyễn Hẹn, 37 tuổi, chủ quán cà phê Hẹn. Anh tâm sự mấy ngày nay xem tin tức trên TV, mạng xã hội, báo đài, thấy cảnh các tỉnh ở phía Bắc bị ảnh hưởng bão, mưa lũ, tàn phá nặng nề. Nhìn thấy những cháu bé mất cha mẹ do lũ quét, sạt lở, người dân ở vùng mưa lũ trong tình trạng mất người thân, khó khăn chồng chất, anh rất đau xót. Sau khi bàn với vợ làm việc gì để chung tay giúp đỡ đồng bào phía Bắc gặp nạn, thiên tai mưa lũ, tôi liền in một tấm băng rôn treo ở quán. Khách đến uống cà phê, tôi không lấy tiền mặt mà bảo họ chuyển khoản trực tiếp số tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, anh Hàng kể. Anh Hàng kể quán cà phê của mình bình quân doanh thu mỗi ngày khoảng 2-3 triệu đồng. Anh muốn làm một việc nhỏ để cùng chia sẻ, lan tỏa để mọi người cùng chung tay chia sẻ với đồng bào phía Bắc trong thiên tai. Cũng không lớn lao gì, mỗi người góp một ly cà phê để chia sẻ với người dân trong hoạn nạn, anh chia sẻ. Nhiều khách khi đến uống cà phê ở Hẹn xúc động với việc làm ý nghĩa của chủ quán và họ cùng chia sẻ, lan tỏa. Họ đã chuyển khoản không chỉ đủ tiền chầu cà phê mà còn nhiều hơn thế để cùng chung tay chia sẻ với người dân phía Bắc. Anh Nguyễn Thu, chủ huyện Tiên Phước, Quảng Nam kể rằng khi uống cà phê, nhìn thấy tấm băng rôn và việc làm ý nghĩa của chủ quán, anh không ngần ngại chuyển khoản trực tiếp số tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương 500.000 đồng với nội dung ủng hộ người dân phía Bắc bị thiên tai mưa lũ. Mình muốn góp một chút nhỏ bé để giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Mong rằng bà con sớm vượt qua nỗi đau mất mát, vươn lên. Anh Thu bộc bạch.